sữa đã lắm. Xong rồi ổng lên 5kg phải, tại ngũ cốc tốt quá, uống sữa nhiều kìa. Này ba con ơi, có mua hàng thì nhấp vào. Nhìn này kiếm mình kia vậy trời. Sao vậy? Ê, lát nữa có thằng kia lại kiếm anh, nói anh chở con về quê rồi mới lên nha. Thầy. Qua nhà không? Ủa anh kiếm điện chi vậy? Anh điện anh đi về quê mất tiêu rồi, mai mới lên. Ủa vậy hả? Vậy lấy bán cho anh 2 túi ngũ cốc đi. Nãy làm gì anh trốn đó vậy? Các bạn anh qua kiếm anh, mua 2 túi ngũ cốc kia đi về rồi. Anh làm gì anh trốn đó? Anh thiếu nợ đúng không? Có đâu. Bữa hổm mà thằng đó nó đi uống cà phê, đi ngủ bên gà, có ông Mạnh đó nữa. Cái anh vợ ổng có bầu và đã đẻ được 1 tháng rồi mà không có sữa cho con uống. Cái ngồi nói chuyện hồi cái anh kêu ổng, anh có bán ngũ cốc nè, anh mua về cho vợ anh uống đi. Cái ổng mua 2 túi về cho vợ ổng uống, uống đâu được 1 tháng hết. Rồi cái con ổng sổ sữa đã lắm. Xong rồi ổng lên 5kg. Vì là bị gì? Con ổng sụt sữa ổng lên 5kg luôn. Tại vì vợ ổng uống ngũ cốc á, sữa về nhiều quá cái nó bị nhức á. Con bú không hết. Cái ba bà vợ ba ép ổng bú. Ổng uống sữa chung với con ổng, mọi người bên gì nè, bên đây con, bên đây chồng uống. Ổng uống sữa chung với con ổng, mọi người bên gì nè, bên đây con, bên đây chồng uống. Uống xong trong vòng tháng trời ổng lên 5kg. Cái ổng chửi thằng bạn anh quá trời luôn. Xong rồi cái ổng kêu nó đi dùng 2 túi nữa, bây giờ quả kiếm nó chửi anh đó. Ổng lên ký. Ổng uống tiếp con, ổng lên ký quá trời anh chửi. Vậy là lỗi do cái bịch ngũ cốc đâu phải lỗi do anh. Đâu phải, tại ngũ cốc tốt quá, uống sữa nhiều kìa. Tại vợ ổng uống nhiều quá, bởi vì nhất chịu nổi ổng lên ký luôn, trời sướt chết. Vì mai mốt làm anh thằng cu tí là lên ký đi. Dạo này ốm quá. Rồi ok.